Em Chi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay thì em đang có mặt tại trên đường Lê Lợi, khu vực trung tâm thành phố anh chị. Hiện tại thì dán bảng bấy bá như thế này ở khu vực này, những căn hộ, những tòa nhà như thế này mà dán những tấm bảng mà cho thuê nhà như thế này anh chị. Hiện tại thì một số tình hình bên trong thì cũng đang sửa chữa lại để cho có khách thuê. Hiện tại khu vực này cho thuê cũng giá trị là 10.000, 20.000 đô anh chị ha. Tùy theo diện tích lớn nhỏ, cũng có những căn nhà nhỏ nhỏ thì 5-7.000 đô. Khu vực bên đây thì kinh doanh mua bán những sản phẩm cũng như là quà lưu niệm hay là những thực phẩm thức ăn hay là những quán cà phê như lớn nhỏ về các khu vực bên đây. Trung tâm thành phố mình hiện nay cũng rất là gọi là sum tụ anh chị. Những tòa nhà một cao tầng rất là nhiều và những chuỗi cửa hàng cũng rất lớn, bắt đầu đã muốn mở lợi một thời gian sau đã vắng lặng. Bên đây thì về cái dòng xe Hoa Sen thì dòng xe cây liễu anh chị ha, thì ngay vùng bên Nguyễn Huệ đây. Hiện tại thì đang tháo dỡ những cái tuyến đường ở đoạn giữa để gần có dịp lễ Tết Noel mình bắt đầu anh chị. Để em di chuyển cập nhật thêm về kênh đường này cho anh chị mình cập nhật thêm ha, qua màn hình ống kính nha. Một số tình hình về khu vực này thì cũng còn là đóng cửa than cài anh chị nha. Về kinh doanh mua bán thì anh chị vẫn thấy cái đoạn trên đây thì gọi là những quán kem Bạch Đằng nè. Hiện nay thì cũng còn lưu thương số lượng khách. Bây giờ hiện tại là 9 giờ mấy rồi anh chị. Thì giờ này là giờ kinh doanh, giờ trọng điểm của kinh doanh mua bán. Bây giờ cũng mở cửa cho rất là nhiều để kinh doanh. Một số cửa hàng trên đây thì đóng cửa hàng loạt, thì cũng 1-2-3 tiệm thì bắt đầu mở cửa lại anh chị ha. Bên đây cũng vẫn còn là đóng cửa then cài. Những chỗ cửa hàng như thế này thì xưa bán quán cà phê anh chị, câu lạc bộ ha, nước cà phê và bia rượu nhẹ. Và bây giờ hiện tại thì cũng vẫn còn đóng cửa sau một thời gian dài mấy tháng, gần một năm chờ kéo dài năm 2023 này anh chị, vẫn còn chưa có sự mà khởi sắc mà mở cửa mà để kinh doanh. Những mấy tiệm kế bên thì vẫn còn dạng như là thưa thớt anh chị ha. Số lượng khách thì mình không thấy đâu vào thời điểm hiện nay. Bên đây thì vẫn cho thuê nhà nguyên căn. Thì số điện thoại và tên chủ nhà thì hiện tại thì nằm trên một cái bảng dán như thế này. Hiện nay thì toàn bộ khu vực này thì cho thuê em thấy rất là nhiều luôn. Kinh doanh mua bán thì hiện nay gọi là khó khăn, xuống dốc rất là trầm trọng mọi mặt về kinh tế hiện nay. Bên đây thì chuyên về bán những đồ lưu niệm hay là những quán cà phê hoặc là những câu lạc bộ nhỏ như là quán bia nhỏ anh chị, cho khách Tây du lịch. Hiện tại gần cuối năm rồi thì bắt đầu vào lễ Noel, còn vài bữa nữa là đến lễ Noel rồi anh chị. Thì mọi mặt đều xảy ra như thế này cũng không có khởi sắc nhiều. Kinh doanh thì mua bán thì bây giờ thì ế ẩm, không thấy bóng khách hàng. Bên khu vực bên trong thì anh chị vẫn thấy những cái quán hàng rong nhỏ như thế này cũng vẫn có buôn bán ở khu vực quận nhất mình. Thì hiện tại thì rất là khó khăn cho bà con mình hiện nay anh chị. Mọi mặt kinh doanh thì đều gọi là kinh doanh để có đồng là sinh nhai. Bây giờ thì đóng cửa hàng loạt rất là nhiều ở trên khu vực này. Đây thì Nam Bá Ăn, thì Nam Má Ăn thì bây giờ thì một chủ ngân hàng như thế này thì bây giờ cũng mở chi nhánh nhỏ ở khu vực này. Bây giờ thì cũng có số lượng mà để khách du lịch mình về đây thì vào ngân hàng thì trao đổi tiền tệ cũng có anh chị. Anh chị vẫn thấy là khu vực bên đây là hôm nay là cũng rất là gọi là vắng. Vào trọng điểm cuối năm rồi mà tình hình hôm nay cũng hưa hết khởi sắc gì nhiều. Mọi mặt mọi cửa hàng thì đều như vậy. Xưa thì bên đây là cửa hàng đồng hồ, bây giờ cũng chưa có gọi là mở ra anh chị. Bây giờ đã đóng cửa than cài ở từ trên xuống dưới luôn. Những mặt bằng này cho thuê, mặt bằng là nguyên căn rất là nhiều ở trên khu vực này. Khu vực này kinh doanh là từ cái giá trị tiền đó là ở 5-7 ngàn và đến 10 ngàn, 20 ngàn anh chị, tùy theo cái diện tích lớn nhỏ mà người đầu tư vào thuê. Bên đây thì cũng có người đầu tư người ta để cho lại những cái quán như thế này để mình cận Tết để mình mở quán anh chị. Bây giờ thì bắt đầu thì có nhiều cửa hàng bây giờ cũng đang đầu tư vào mở lại vào dịp kẹp tân Tết này. Nhà cho thuê nguyên căn, anh chị vẫn thấy những mặt bằng tiền như thế này dán bấy bá ở trung tâm Sài Gòn mình rất là khó khăn. Mọi mặt đều gọi là trầm lặng xuống, hôm nay chưa có khởi sắc gì. Những cửa hàng kim hoàng đây, cửa hàng vàng bạc đá quý
bây giờ cũng còn trầm lặng, chưa thấy mà gọi là có động tĩnh gì mà mở lại hay kinh doanh. Bây giờ cũng là gọi là đóng cửa then cài anh chị. Lớn nhỏ những cửa hàng thì liên kết nhau, liên kế luôn, gọi là trầm lặng anh chị. Đây thì kinh doanh mua bán chậu sứ đồ mà dạng như là đồ mỹ phẩm mình đem về quà lưu niệm. Còn mặt bên đây thì anh chị vẫn thấy cái công ty cổ phần sách này kia đồ nè, cũng còn vắng tanh. Hôm nay thì số lượng khách du lịch thì bây giờ cũng có lại anh chị ha. Tại gần về cuối năm rồi, khách du lịch các nước thì về khu vực Việt Nam mình thì du lịch. Bên khu vực mình thì không có dạng như là nơi mà tiêu tiền nhiều, chỉ có là những tham quan thắng cảnh, những nét văn hóa và những quán bia cũng như là một quán khu phố Bùi Viện, khu phố Tây. Vẫn có khu phố Đèn Đỏ thì khu vực ngoài quận nhất này cũng vẫn có anh chị, nhưng mà chỉ có là ăn nhậu và thâu đêm thôi, chứ không có gọi là sử dụng để tiêu tiền nhiều. Khu vực mình mà dạng như là mình tiêu tiền mà để như là tham quan thắm cảnh là cái thứ nhất, cái thứ hai là mua sắm những món quà lưu niệm mình về mình lo cho gia đình mình và những bạn bè mình cho thôi. Chứ hiện nay thì không có nhiều khu giải trí anh chị. Bên đây anh chị vẫn thấy trên tuyến đường Lê Lợi thì một số trung tâm mua bán kinh doanh vàng bạc đá quý bờ Bến Thành như thế này, đóng cửa then cài anh chị ha. Hiện tại thì mọi kinh doanh anh chị cũng vẫn thấy rồi, kinh doanh xuống dốc trầm trọng, bây giờ làm ăn khó khăn, người ta giờ không có gạn như tiền của mà để mua sắm vàng bạc đá quý nhiều anh chị. Những tiệm vàng đá quý như thế này, những căn gốc như thế này rất gọi là sung túc, hồi xưa mấy năm xưa là rất là gọi là dữ dội anh chị, mà bây giờ là phải đóng cửa như thế này nè, rất là khó khăn mọi mặt luôn cho thời điểm hiện nay. Không biết khi nào mà khởi sắc mà mở cửa ra mà để gọi là kinh doanh lại anh chị ha. Bánh mì nóng đây, bánh mì nóng tròn đây. Kế bên thì cũng một tiệm kim hoàng cũng vẫn chưa có số lượng khách. Bên đây cũng quán nước thì cũng chưa có số lượng khách anh chị ha. Mọi mặt tiền mọi như thế này thì kinh doanh không bao giờ gọi là hiện nay có sự khởi sắc, chưa biết khi nào mà khởi sắc lên mà để kinh doanh mua bán để sung túc anh chị. Bên đây anh chị vẫn thấy thương xá tắc đây, những chỗ cửa hàng này bây giờ cũng còn là đóng cửa như thế này, chưa có gọi là để mở cửa ra mà kinh doanh anh chị. Số cửa hàng về tạp hóa hay là về những cái mẫu mã cũng như là đồ lưu niệm, quà lưu niệm rất là nhiều, nhưng mà hiện nay thì vẫn ế, vẫn vắng. Kinh doanh mọi mặt tiền bên đây thì nếu mặt tiền bằng nhà thì gọi là dễ chịu anh chị, còn mặt bằng thuê rất là gọi là khó chịu từng ngày luôn, tại giá trị thuê mình rất là cao, mấy trăm triệu một tháng, mà kinh doanh thì mở mắt ra thì gọi là chữ tiền vô mặt này anh chị, rất là khó chịu. Như là có lượng khách thì ok, mà số lượng khách thì nói chung lúc nào cũng thưa hết. Thời điểm hiện nay thì anh chị vẫn thấy là nguyên giải như thế này mà số lượng khách thì không thấy đâu. Số lượng người đi ở du lịch đó thì le que, lưa thưa. Còn số lượng khách Việt Nam mình đó thì vãng lai thì có thể là vô mua 1-2-3 món đồ thì cũng vẫn có, nhưng mà hiện nay thì không đủ mà chi trả ra tiền mặt bằng đó anh chị, đâu đủ chi trả tiền nhân viên hay là tiền sinh nhai cuộc sống mà hàng ngày mà cái tiền lợi nhuận. Anh chị vẫn thấy là những cái mặt tiền đóng cửa như thế này rất gọi là khó khăn trong mọi năm nay luôn. Mọi mặt tiền như thế này hồi xưa kinh doanh rất sung túc, mọi mặt tiền như thế này thì con em mình làm nhân viên bên đây thì bán này cũng gọi là làm kinh doanh mua bán ở đâu hay là làm việc ở đâu mà mua bán qua trung tâm Sài Gòn cũng rất gọi là cũng được là một cái tiếng anh chị ha. Mà bây giờ thì những nhân viên này bây giờ thì không còn công việc ăn, không ăn việc làm hiện giờ thì bây giờ không biết là như thế nào các con em mình ở ngoài khu vực này để kinh doanh mua bán nè. Mọi mặt tiền như thế này đóng cửa hang cài chị vẫn thấy rất là vắng luôn, số lượng khách mà không thấy đâu luôn chị vẫn thấy, đối tượng mà gọi là khách du lịch cũng không thấy, khách mua hay là không thấy gì hết. Bây giờ hiện tại thì dán bảng như thế này thôi, chỉ còn thấy những tấm bảng dán như thế này thôi. Gì nhà cho thuê nguyên căn, một cái trung tâm thành phố thì nói chung là rất là đẹp ở vị trí này, hiện nay thì dán bảng cho thuê như thế này anh chị, gọi là khó khăn của bà con mặt tiền kinh doanh. Ai cũng có một cái nỗi khổ riêng, người nghèo cũng có nỗi khổ và người giàu cũng có nỗi khổ riêng anh chị ha. Bây giờ người nghèo thì cũng có nỗi khổ sinh nhai cuộc sống, buôn bán gánh bưng ở ngoài đường phố thì vắng đi,
thì không có lượng khách ăn uống thì rất là khó khăn. Tức là đi mượn từ đồng từ cắt mà để gọi là thì gọi tiền góp luôn anh chị, mà để kinh doanh mua bán. Mà mua bán thì nói chung là bình ổn á, khách lượng khách nó có lời một chút bệnh thì lo cuộc sống trên trang trải được. Còn nếu mà không lời mà cứ bù lỗ mà thực phẩm thức ăn mà bây giờ càng ngày càng bị cắt giảm đi rồi, bây giờ có thể là khó khăn rất là nhiều. Hồi xưa dù người ta bán là một cái nồi lớn, bây giờ người ta đã chia lợi, bây giờ cứ còn có là 1/3 nồi anh chị. Bây giờ lượng khách mình bây giờ rất là ít, bây giờ mà đổ vào một cái nồi phân nửa hay là nhiều hơn nữa, bây giờ thì bán ế quá thì có nước là đổ bỏ thì mất cái số tiền đó, thì thâm hụt vốn anh chị. Như là người giàu bên đây bây giờ cũng vậy, mở một cái mặt bằng lớn như thế này, kinh doanh như thế này ra, số tiền đậu vào một cái mặt bằng vài trăm triệu mà mỗi tháng chi tiêu như thế nào, dường nhân viên nữa rồi tiền tùm lum như vậy, thuế má nữa. Bây giờ kinh doanh không được, bây giờ vẫn bù lỗ hoài, những mặt hàng nằm này nói chung là cũng khó khăn lắm anh chị. Bởi vậy người giàu nó cũng khổ tâm lắm, người nghèo nó cũng khổ, mà người giàu thì hiện tại thì khổ về nỗi lo như thế này. Bây giờ thì phá sản rất là nhiều luôn, gán gồng lỗ, mở nhiều cái chi nhánh cửa hàng ra, ăn nên làm ra hồi xưa đến giờ, mà bây giờ đóng cửa than cài như thế này thì phá sản rất là nhanh. Tại vì mỗi tháng anh chị nghĩ đi là 200 triệu rồi, mà kéo dài đến một năm là dạng như tính tiền tỷ rồi anh chị. 5-7 tỷ là bình thường, kéo dài đến có tiền thuê không. Mà bây giờ kinh doanh mua bán không được, bây giờ gán gồng lỗ thì ngày này qua tháng nọ, gồng mà đến khoảng cỡ 7-8 tháng, 9-10 tháng, một năm là có thể là đứt dây luôn anh chị. Bởi vì đóng cửa than cài luôn. Bởi vậy kinh tế hiện nay thì mọi mặt anh chị vẫn thấy là đóng cửa như vậy nè. Nó khó khăn, một cái dãy nhà mà ba cái liền kề như thế này nè anh chị. Bây giờ mà khó khăn gì kinh doanh mọi mặt bây giờ thì kinh doanh nó vẫn quen như thế này nè. Anh chị vẫn thấy qua màn hình ống kính ha. Không thấy bóng khách hàng, bóng khách hàng thì bây giờ nhất gọi là điều hiu. Cũng giống như đồng không hiu quạnh luôn anh chị. Mọi mặt hàng ở trên khu vực đường Lê Lợi này, kinh doanh tuyến đường này xe bây giờ bắt đầu chạy rồi, từ bây giờ cũng còn rất ít nữa anh chị, cũng còn thưa thớt chứ không có đông như hồi xưa. Đông như hồi xưa thì những nhân viên người ta giao hàng hay là những đi có đối tác thì người ta chạy xe rất là nhiều. Còn bây giờ thì đối tác hay nhân viên giao hàng hay là doanh nghiệp đã công ty cũng cắt giảm rất là nhiều rồi. Mấy chục ngàn doanh nghiệp bây giờ đã cắt giảm. Bây giờ hỏi anh chị bây giờ đâu còn mà xe tuyến đường mà như thế này đông đúc để người ta di chuyển, người ta giao dịch. Những cửa hàng mua bán như thế này người ta cũng giao dịch nè, nhưng mà bây giờ đóng cửa như thế này anh chị, làm sao mà người ta gọi là kinh doanh lợi nhuận mà có được. Bởi vậy kinh doanh mua bán không nổi nữa, bây giờ người ta phải đóng cửa than cài trên khu vực này. Khu vực Lê Lợi là khu vực trung tâm Sài Gòn mà gọi là sầm uất nhất. Thành phố mình cũng gọi là một cái đứng đầu về kinh doanh mua bán. Mà bây giờ kinh doanh mua bán như thế này anh chị gọi là nó héo queo như vậy nè. Nó điều hiu. Những mặt hàng chủ cửa hàng mua bán đồ lưu niệm này cũng vẫn vắng hoe. Anh chị vẫn thấy nè, những chủ cửa hàng lưu niệm đây không có thuê nhân viên luôn anh chị. Mà bây giờ hiện tại thì mọi mặt hàng kinh doanh bây giờ rất là vắng, đâu còn thuê nhân viên được nữa. Thì nhiều khi mình gọi là người chủ cũng gọi là một người nhân viên luôn. Anh chị có vẫn thấy là chú này cũng đang bán hàng, và chú chủ cũng đang bán hàng chứ không phải gọi là một nhân viên bán hàng anh chị. Mọi mặt đều gọi là khó khăn bây giờ, rồi đâm ra là mình vừa gọi là chủ vừa gọi là nhân viên luôn. Thì kinh doanh mà thì lúc khó khăn thì mình cắt giảm, còn lúc mà mình sinh thợ thì mình có thể là thuê hay là mướn thêm nhiều người mà để phụ giúp mình. Đó là tình hình kinh tế nó là ổn định rất là đông. Em cũng mong là tình hình kinh tế qua năm thì chuyển hướng là đông đúc lại để cho bà con mình có cuộc sống sinh nhai ổn định hơn. Bên đây là mặt bằng gốc anh chị thấy không? Một cái mặt bằng gốc như thế này mà không thấy ai kinh doanh đóng cửa than cài như thế này anh chị. Thì vẫn thấy ha, đóng cửa than cài không kinh doanh gì hết. Có 122 Lê Lợi mặt bằng khu vực này rất gọi là sung túc, gọi là rất là đẹp luôn ở trung tâm thành phố mình. Đây một con bằng gốc đây, gốc hai mặt tiền đây. Xưa tranh giành nhau mà những cái vị trí như thế này mà để kinh doanh anh chị, xin lợi nhuận rất là cao. Tại vì đối diện chợ Bến Thành thì khu vực này là kinh doanh mua bán rất là nhiều, cũng gọi là kinh doanh mà giàu luôn anh chị. Trong thời gian kinh doanh mà hồi trước dịch thì gọi là sung túc lắm, còn đợt sau dịch này thì đâm ra là thất bại trầm trọng luôn anh chị. Nguyên khu vực này cho thuê rất là nhiều, bây giờ là gọi là sa sút, rất là gọi là buồn luôn. Ở điểm trung tâm như thế này không vui nổi anh chị. Anh chị vẫn thấy ha, rất gọi là khó khăn, trong khó khăn mọi mặt đều hiu nè. Chợ Bến Thành thì khu vực bên đây
kinh doanh thì mua bán thì dành cho những khách du lịch rất là nhiều, khách địa phương mình cũng có vào bên chợ này. Mà hiện tại thì cũng vẫn điều hiu, xe tiểu thương thì đỡ rất là nhiều, còn những khách mua hàng bán hàng thì nói chung là cũng rất là chậm thưa anh chị. Số lượng khách Tây thì hôm nay thì du lịch bên đây thì cũng còn lưa thưa anh chị, vào cuối năm rồi mà cũng không thấy một cái khởi sắc gì nhiều. Nhà dài thì mé bên đây thì anh chị vẫn thấy bán những đồ lưu niệm nè, thực phẩm nè, thức ăn nè, phở đồ nè, bún bò quế đồ ha, thực phẩm ha. Mà bây giờ thì cũng đều hiu vắng lặng. Trên tuyến đường này thì mọi mặt đều kinh doanh gọi là sầm uất lắm. Về bên đây cũng cho thuê nhà, bây giờ bán nhà chính chủ luôn chị. Bây giờ thì cho thuê rồi bán nhà nhiều, rất là nhiều trên có tuyến đường này luôn. Bây giờ kinh doanh không được anh chị vẫn thấy ha, mọi mặt tiền, mọi kinh doanh này nhất là gọi là đều hiu vắng lặng, nó vắng que luôn anh chị. Không thấy mà gọi là một số lượng khách luôn. Bây giờ tầm 9 giờ 30 rồi, bây giờ mà không có một số lượng khách như thế này thì kinh doanh hỡi ơi luôn, vậy rất là khó khăn. Bên mé tuyến đường này thì bán những quà lưu niệm rất là nhiều. Đường Lưu Văn Lan đối diện chợ Cổng Bến Thành anh chị ha. Nhưng mà anh chị vẫn thấy là vẫn đều hiu nè. Những đồ lưu niệm, những quà lưu niệm và những sản phẩm mà giày dép như thế này vẫn còn mà gọi là vắng bóng khách hàng. Khó khăn khổ cực cho bà con mình năm nay thì kinh doanh kinh tế rất là eo hẹp, rất là khó khăn mọi mặt hàng kinh doanh. Những mặt tiền căn gốc bên đây thì cũng vẫn mua bán anh chị thấy không? Mua bán mà không thấy ai đậu tiền ra anh chị vẫn thấy không thấy luôn, không thấy số lượng khách luôn anh chị ha. Anh chị thấy một mặt tiền căn gốc như thế này buôn bán kinh doanh mà không được, mà anh chị thấy là khó khăn, mọi mặt trong khó khăn luôn. Ở đây thì buôn bán bề bên ngoài bên trong đều gọi là khó khăn mọi mặt. Giờ anh chủ bên đây cũng buôn bán bên đây, anh chủ anh cũng nói là vắng que luôn, bởi vì khó khăn mọi mặt. Bên đây thì bán đồ lưu niệm rất là đẹp, mọi mặt tiền, mọi mặt hàng kinh doanh bên đây nói chung là rất là gọi là sầm uất đó. Mọi anh chủ cũng nói dọn hàng ra để chơi cũng rất là khó khăn anh chị. Bởi vì vậy nhiều kinh tế khó khăn như thế này thì muốn nhân viên bán hàng thì bên đây thì bây giờ cắt giảm rất là nhiều. Bây giờ con em mình đã mất một số lượng người để đi làm bên đây. Còn thất nghiệp tràn lan ở khu vực Sài Gòn mình rất là nhiều anh chị, rất là khó khăn. Và em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực đường Lê Lợi, về khu vực kinh doanh trung tâm Sài Gòn cho cô chú anh chị đã cập nhật qua màn hình ống kính. Em xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Dạ em xin dừng clip tới đây. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha.